Sonic Free Fire giá rẻ uy tín, sopskeo.vn vui đón Giáng sinh ngập tràn quà tặng và đặc biệt là giảm giá vòng quay lên đến 70%, tất cả chỉ có tại sopskeo.vn. Let's go anh em. 5 ngày rồi không ra video thì có biết là mọi người có nhớ kẹo không ạ? Riêng kẹo thì rất là nhớ mọi người luôn. Các bạn thì 5 ngày qua mình bị mấy cái thằng hack livestream nước ngoài ấy, thế nên là bị chặn tính năng không thể đăng video được. Sorry, xin lỗi tất cả mọi người nhưng mà ế, vãi. Cái gì đấy? Vãi, quả thanh niên chạy kinh khủng quá cơ trưởng luôn anh em ơi. Quả Lama vi bộ sợ quá. Ui, bình tĩnh nào. Làm gì ghê vậy? Hiện tại thì kẹo đang sở hữu đấy là một cây là đây là cây P90 nhá, cũng như là M14. Ok chưa ạ? Nào, thanh niên nào đây? Ơ kìa. Ê, làm gì đấy? Ê, làm gì đấy? Nào, à đây, Vector đi rồi anh em ơi. Thế thì ngày hôm nay thì kẹo sẽ nảy ra một ý định đấy là ế, đứng, đừng nha bạn ơi. Đấy là ngày hôm nay trong video này thì kẹo sẽ dùng cây súng Vector full trận đấu luôn. Anh em thấy gắt không ạ? Nếu như mà anh em thấy gắt thì đừng quên là để lại cho video một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ cho sĩ kẹo nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đừng quên là 20 giờ tối mỗi ngày mình vẫn livestream đều đặn trên Nonoline. ID của mình là 4739-7760. Link tải thì ở bên dưới phần mô tả của video nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Ê, mà dạo này anh em kiểu anh em bơ tôi sao chứ? Đăng video mới anh em chả thèm xem gì cả. Chán quá cơ. Được rồi, ui, đừng. Làm sao đấy hả? Ê, này, vỡ đầu chưa? Chưa anh em ạ, suýt vỡ đầu rồi chứ còn là chưa vỡ đầu. Cơ bản thì đấy không phải là cái kill headshot, là vì cái lúc cuối thế nào đạn nó lại lạc đi đâu anh em, đạn nó lại không lạc vào đầu. Ui thế là dở rồi, thế là dở rồi anh em ạ. Rồi nhá, anh em theo chân xí kẹo nhá. Ê, mà tầm này trận đấu chúng ta chỉ còn lại có 2-3 đứa ấy. Mình có lượng 14, à quên nhập cái súng M14 để dọa địch là chính, chứ còn là vẫn cầm Vector và quẩy nhá. Hôm nay full Vector luôn cho anh em thấy sự gắt của Vector nào. Ê này đấy, rất là dễ luôn. Thì theo như mình đánh giá là Vector là một cái súng bắn rất là nhanh và kiểu như là nó xả đạn cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mặc dù là cây Vector của mình hiện tại không có skin nhưng mà nó vẫn cứ là ok. Thế nên chúng ta đặt ra một cái bài so sánh là Vector không có skin thì bắn vẫn rất là ngon. Công thấy thế không ạ? Đấy, nếu như mà anh em thấy thế thì anh em hãy comment bên dưới, không thì các bạn bình luận ý kiến của các bạn xem. Mình cũng đang rất là mong là cây Vector nó sẽ được đưa vào đầu rank, nhưng mà hiện tại thì khi mà với một cái cây súng mới ấy, game Free Fire người ta sẽ từ từ ép vào, nên là cây Vector mình nghĩ là tầm khoảng tháng nữa hoặc phiên bản cập nhật nữa thì Vector sẽ được đưa vào đấu danh chẳng hạn. Đây là theo ý kiến phản hồi của anh em. Thật sự để mà nói thì cây súng Vector là một cây súng đã được loại bỏ khỏi game Free Fire rất là lâu rồi và bây giờ nó quay trở lại. Đơn giản vì sao? Sức mạnh của nó quá khủng khiếp. Thực ra thì kẹo trêu thế thôi. Ban đầu là sức mạnh nó quá khủng khiếp nhưng mà bây giờ quá nhiều skin sơn súng rồi anh em, cực kỳ mạnh mẽ. Nên là Vector thì hay là mình cố gắng tập luyện để trở thành một pro layer Vector chẳng hạn đấy, full headshot. Ê, vãi cả trượng, gì đấy? Ui ôi, vỡ đầu, đấy bảo rồi mà. Khả năng mà kẹo trở thành pro layer Vector thì nó cực kỳ đơn giản đúng không? Anh em có công nhận như vậy không ạ? Ui bỏ mẹ. Này anh ơi, anh làm gì á? Anh làm gì á? Em ngại, em sợ. À, cái này là cánh cổng không gian anh em. Ồ, nó sẽ liên kết đến với những cánh cổng không gian khác anh em ạ. Ồ, tức là anh em có thể là dịch chuyển tức thời được luôn. Ui, cái này mà chạy địch thì thôi rồi anh em ạ. Nhưng mà hiện tại chỉ xuất hiện trong đấu thưởng mọi người nhá. Ui, cánh cổng dịch chuyển không gian ngầu vách thật trưởng ạ. Dạo này mình xem review phim hơi nhiều nên là cũng hơi bị nhiễm một tí. Thì công nhận là, ui, quả cánh cổng này xịn thật sự. Không thể thế không ạ? Yeah, vâng. Và kẹo đang chơi đua Vector luôn, hai cây súng Vector một lúc luôn anh em. Nghĩ cái này vui quá anh em ạ. Tôi lại dịch chuyển lên trên. À, được không? Tôi lại dịch chuyển xuống dưới đâu. Từ 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 từ, đấy, dịch chuyển xuống dưới đây. Thôi anh em ơi, nghịch thế thôi, nghịch xíu thôi. Thì giới thiệu cho anh em sơ qua về cái cổng dịch chuyển Free Fire. Nghe như kiểu mấy bộ phim kinh dị. À đâu, mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Rồi sao mọi người, kẹo nhầm quá. Toàn có nhầm nhọt sang trồng trọt thôi. Thế thì từ chối hiểu đúng không? Yeah. À, cánh cổng thì nó sẽ xuất hiện ở trên cái bản đồ thu nhỏ ấy. Anh em thấy không ạ? Điểm A và điểm B chính là hai cái điểm mà gắn kết giữa cái cánh cổng không gian dịch chuyển tức thời. Vui vãi nhờ, tự nhiên game lòi ra cái quả cánh cổng dịch chuyển này. Được VL luôn. Úi rồi, được. Trời ơi,
quá đã anh em ạ. Dạ, được chưa? Quá chuẩn luôn. Dạ, ế, dịch chuyển. Được không, được không? Ôi, anh em có thể là dịch chuyển lên trên cái nóc xưởng cơ khí được luôn. Game dễ vai trưởng, game là dễ luôn anh em. Thật sự rất là hay luôn, được không nào? Ok, và đây, kẹo sẽ qua phía này nhá. Oh man, ui cái gì đấy? Này, thằng này như kiểu là đang chơi game bị mẹ ganh. Ôi bạn ơi, thế nào chơi game lại bị mẹ ganh thế hả bạn? Thế thôi. Chán đời luôn. Ui ôi, chơi game bị mẹ ganh, khổ vãi trưởng. Ê, ngày trước là mình học cấp 3 chơi game toàn bị mẹ ganh suốt. Mấy khi mẹ thu điện thoại cái là vỡ mồm luôn. Ui, cái mẹ gì kia? Thằng kia nó xe to hơn anh em ạ. Thôi tôi ngại, nó xe to hơn, nó lùa mình. Nhưng mà xe to thì làm sao mà lùa được cái con xe này hả? Bình tĩnh. Bình tĩnh anh em ơi, cho nó xuống. Ê, à kia, nó xuống rồi anh em ơi. Được quá nhờ. Sao? Được quá nhờ, xuống em ấy. Ơ, thế là nó vẫn không xuống à? Ôi. Và anh em xem là cái nhạc nền đã ok chưa ạ? Kẹo giờ này thích nghe nhạc Việt đi remix luôn. Ui, thế cho nó nghệ thuật thế. Ui, bỏ mẹ đừng nhá anh nhá. Em đây anh ơi, đừng này anh ơi, vỡ đầu anh ơi, đường đã bảo rồi mà. Ui, đừng có mà chơi với sĩ kẹo, vỡ đầu rồi. Chán thanh niên quá cơ. Ui, này bạn ra đi sớm là đúng rồi. Anh em, các bạn thân nên máu chó quá. Thấy sĩ kẹo mặc áo trắng đây còn chạy qua như một vị thần và chết như một thằng đần. Ui, vãi từ chối hiểu luôn. À, bình tĩnh công ạ. Làm sao mà các bạn cứ xoắn quẩy nhỉ? Ê, đừng nhá, bình tĩnh nhá. Không có vội nhá. Đậu xanh, nó ngay mãi trên ông nhà. À, hình như là chỗ đấy có cổng dịch chuyển thì phải. Được luôn. Ok. Nào. À, ngồi giúp cột lên anh em, chờ nó xuống á. Kẹo nghĩ là ấy, kẹo sẽ không chờ nó xuống đâu. Chờ nó xuống cái mút mùa hoa chuối sao? Ai chơi? Nào, có phải... Ui, bỏ mẹ nó câu liệu xuống kìa. Anh làm gì đây? Em sợ anh quá. Anh làm gì đấy? Nào, đừng có làm thế với người ta. Ok, được rồi anh em ơi. Nào, làm sao? Có đâu không? Úi dồi ôi, cái gì đấy? Mình lượm tạm Ska mình bắn anh em ạ. Bởi vì thằng kia nó bắn kiểu chó gặm quá. Không đáng lẽ cũng cầm Vector thì không thể nào bắn xa được như vậy. Rồi, ok. Sao? Rồi, cái đầu ra, đúng rồi, cái đầu kìa. À, cái đầu này. Úi dồi ôi, cái đầu, sợ chưa? Rồi, cái đầu ra phát nữa thôi là kẹo tiễn nó lên bảng đếm số luôn anh em ạ. Lên đường luôn. Lên thiên đàng. Ui bỏ mẹ. Ui mấy anh ơi, mấy anh này mình giữ vậy em sợ vãi cả trưởng ra luôn. Nào. Ui bỏ mẹ. Gì đấy? Ê này vỡ đầu này làm sao? Ui trời ơi. Tôi lại sợ bạn quá cơ. Bạn chạy đi. Tớ lại sợ cậu quá cơ. Còn hai đứa anh em ơi. Rồi nhá. Ui rồi. Nhìn quả Ska Titan thấy sợ chưa? Biết sợ là gì chưa? Nhưng mà kẹo vừa lượm lại sang cây XM8 này. XM8 bom nổ thì sao mình không nhớ rõ tên nó nữa. Nhưng mà XM8 thì mình có một cây quái thú thì bắn nó cũng hay anh em ạ. Hôm nay là đổi skill tí. À quên. Ơ, vãi. Xong nhá. Vỡ đầu nhá. Không nghĩ là ở trên máy nhà còn có người. Ui, bỏ mẹ ở pin yếu bỏ mẹ rồi. Đấy, anh em theo tôi. Tầm này là còn mỗi thằng cuối thôi. Nào, để xem là nó ở đâu nào. Nhưng mà lên trên cái đã nhá. Úi ôi, làm sao? À đây, thằng cuối đây. Rồi nhá, anh thấy chú rồi nhá. Ui, hai cây súng Vector này, lùa sợ chưa? Ui, có mà chạy làm sao được? Ê này, kìa bạn ơi, bạn ra đây mình xem cái nào. Úi dồi, có mà chạy đi em ơi. Nào, chạy này. Sao? Xong game rồi, win luôn anh em ơi. Yeah, ok. Tuần này có lẽ là kẹo cũng sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại anh em.